Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Nhật Khảo nè mọi. Ngày hôm nay thì sau khi đánh con lôn cũng thời gian khá lâu, bây giờ thì Khải sẽ đổi phá trang nghiệm cho anh em xem nha. Ngày hôm nay thì Khải dự định cũng như là trên la thì Khải sẽ đầu tư thì cho mình vài trăm nghìn để đổi phá về phá thứ 5 nha mọi người. Ok, và hãy đó thứ 5 cho anh em xem nha. Ok, Khải đổi về thứ 5 giao lưu chơi vài hôm nha nè. Ok, hai cái em su. Rồi trước khi đổi phá thì mình sẽ tháo mấy cái đồ này xuống. Đó, đánh con lôn bữa giờ cũng lâu rồi, lên xếp đồng bang rồi đánh cũng nhức cái nách rồi. Hôm qua đánh tổng 1, tổng 1, tổng kim rồi nè. Chung là cũng ok rồi, bây giờ thì đổi phá trải nghiệm tiếp tục nha mọi. Bây giờ Khải sẽ đổi thêm 5 rồi đi đánh nha nè. Mặt nạ phi phong các kiểu là đều cắt hết đi. Rồi à, đợi, đợi. Chưa, mình mua cái tiến vọng môn phái vậy. Ok, nộp 2.000 năm sâu nè mọi, tương đương gần 200.000 nha mọi người. Rồi sẽ đổi thiếu lầm đao. Thiếu lầm đao pháp. Ok, dứt dứt dứt. Trải nghiệm tiếp tục thiếu lầm đao cho anh em xem. Rồi, ok. Thiếu lầm đao. Ok, ok, khả năng skill thiệt thố à. Sang nguyên chạm, ok, lên 23 kill nè. Rồi có 800 tiềm năng và 152 kỹ năng. Rồi kỹ năng ăn bang này, sức mang sức mạnh này, tăng hết vô cho anh em sẽ ấy là chín kỹ năng này, kỹ năng đào này, mũi đường chạm này. Rồi ok, thì chúng ta sẽ tăng như là thường dịp chống phá như nào. Chúng phá thiếu lầm. Rồi chúng phá thiếu lầm mát này. Là thắng trận này, mát này. Rồi khá tất cả. Từ từ là tăng này 1 điểm đi tràn này, 1 điểm thôi, còn nhiều. Rồi đao pháp này, đao pháp này. Xem thiếu điểm không. Đao pháp này, một một này, đao pháp mất này, cứ hướng đao pháp này bắn hết trước thôi nè mày, cứ hỗ trợ đao thì bắn hết trước ở đằng sau. Rồi mất đao này, rồi tôi sẽ mất dịch cận kinh này, dịch cận kinh này, dịch cận kinh này, gãi tìm cái sức mạnh này, bỏ mấy cái đồ vào qua, rồi đã khai kích cái set đồ này nhá. Là mang bó thông pháp kịch nữa. À nào mày, cái tăng thêm ít kinh nghiệm tiền kiếm máu máu 10k. Lực tay 6 cái máy rồi. Mà lực tay tròn 5k rồi, còn lại máu đi nào mày. Tròn 5k bên tay trái đủ không nè. Tròn 5k bên tay trái đủ không nè. Bốn trăm sướng rồi nè. À có vẻ như đủ á. Ok, 510 sức mạnh này. Rồi, ui đẹp. Lại full máu nữa nè. Ok, máu còn 11k. À nè mày, Khải thì không mang kháng lo đâu nha nè mày. Khi gặp giao đàn này nọ thì đứng cho nó quấn luôn nè mày. Đại khái không, Khải là 75 cộng 3, 75. Kháng lo 55, kháng hỏa 75. Kháng độc 75 cộng 3. Đó, xếp đồng bàn này cho anh em xem là xếp lô nha. Khải chỉ mang một bóng chó 40 thôi mà. Một bộ tay chó kháng hỏa 40 thôi. Xếp đồng bàn, 30 kháng hỏa, 30 kháng băng, 29 kháng độc, gia truyền kháng cả 17, còn lại là phun thủ lý nha mọi người, 165 trọng nha, 2540, 2440, 2340, còn đôi giày 2440, một cái đào 3047, một cái kháng cả 5 tiếp bằng tinh, một cái này cũng có mực nạ, một cái này cũng có phi phong, hiện tại đang có 25 cái này cũng 25 cấp skill vô tương chảo nè mọi người, quá dữ luôn, nó quá khác luôn nha. Quá ok luôn á. Rồi
chung là đổi thành Thiếu Lâm thì ok rồi mày. Bây giờ thì trải nghiệm Thiếu Lâm đánh cho anh em xem. Hiện tại thì max skill 120 rồi, nên là lên 24 skill rồi mày. Có tiền lợi 3% sức ra sư tử thống 24 skill. Quá dữ luôn. Ok. Những này quá đẹp này, được khai kéo xe thử lượng kháng nhiều. Vẫn cho nghe mươi năm độc theo thử lượng kháng nhiều mày. Được tay 6k7, 5k 6k7 rồi mày. Đột tốc đánh xém, xém độc 101. Bây giờ cái tốc độ đánh muốn đạt 101 là phải 36 kỹ năng này mà. Bây giờ phải mang một cái món đồ, ví dụ như nón mộng lông hoặc là đao tứ không. Ví dụ nón mộng lông này mà, nón mộng lông chống phái 2 cấp sẽ đạt 101 như nào. Được, bây giờ ép cái nón mộng lông 3 cấp nữa đã. Tránh tình trạng khi cái này hết FIFA hết kỹ năng, gần như là cái này hết FIFA hết kỹ năng rồi. Bây giờ ép một cái bao tay tứ không. Một tay tứ không và một cái nón mộng lông nữa thì ok mà. Còn vũ khí thì chắc là từ từ tính nhau, hình xuôi nữa mà. Cái vũ khí cái đào tứ không hơi canh nữa mà. Rồi, ui, lượng kháng rồi nó mà. Thiếu Lâm này trâu như Phật tổ luôn. Người thấy vườn báo phải lên phong độ và dứt mấy cái này. Này mới đợi Thiếu Lâm nữa trải nghiệm nữa mà. Lâu rồi mà đánh Thiếu Lâm nữa mà. Tầm này đánh Thiếu Lâm đi solo liên đấu rồi cho vui nữa mà. Sẽ vừa đường môn nhiều lắm nữa mà. Chơi Thiếu Lâm cũng khá ok. Trời, Thiếu Lâm thả giờ như Phật tổ luôn. Ôi, cán vậy nè mà. 15 cộng 6, 15 cộng 2, 15 cộng 1, 15 cộng 2, 15 cộng 5. Ui xồn, Thiếu Lâm. Cán vãi cái đáy thôi. Rồi, phong độ rồi. Nhiều dạo một tí rồi. Thiếu Lâm đào vậy nè. Mình thấy trên lượng máu bơm phục hồi này. Máu 10k cho 9k nè. 15, 15 nè. Rồi, ok. Quá ngon. Này chơi Thiếu Lâm với xe khải 2 con nghe mi nè mà. Xe khải 2 nghe mi thì phải cho nó xuống ngựa đánh luôn. Cho xuống ngựa đánh luôn. Hai nghe mi chụp thì khải không sợ cái bang nè mà. Khải thực sự là không sợ cái bang nè. Hai nghe mi chụp trong xe luôn nè mà. Một con búp, một con chụp. Nhưng mà hai con đều chụp được hết. Một con thì chụp khá là chuẩn, năm được chuẩn nghe mi trưởng. Còn một con thì nghe mi búp nè, vừa bụp vừa chụp nè. Đó, hai nghe mi trưởng này đâu sợ Thiếu Lâm nè. Đi xe này đâu sợ Thiếu Lâm đâu. Ok luôn á. Rồi, cho nên em đọc bút bùa rồi. Âm không lấy âm kháng cả, âm không lấy âm kháng cả. Âm kháng bằng. Bính thêm âm nghe kháng bằng nó cho hai người mười nó xử nè. Quá đẹp. Ok. Này thì dàn xe này thì không sợ cái vàng nha nè. Dàn xe này thì gặp cái vàng đánh vô tư nha mày. Một nghe mười chuyên chụp. Một con nghe mười búp và kèm chụp. Nghe mười búp là mát búp luôn á nè. Rồi một con đem đọc búp kháng tất cả. Búp phòng thủ lấy búp phòng băng. Thì đội hình này thì gặp cái bang thì không sợ. Nên là con Thiếu Lâm này cũng không sợ lắm anh em ơi. Thiếu Lâm này cũng không sợ lắm đâu. Ok. Đây cho anh em sau sơ qua tổng sơ đồ của dàn xe khải mới lên cho anh em xem. Đây anh em xem con đâm độc nè. Đây đâm độc đây. Đâm độc thì vừa rồi khải đưa cho nó cái đai lưng thủ lý mà khải mới bỏ Thiếu Lâm này. Nên hiện tại bây giờ là còn là như thế này. Đó. Một set thì cốt, mắt ọp. Một con tay chó gắn họ 40, một nhận chó gắn họ 40. Đai lưng này đáng lý, đai lưng thủ lý. Nhưng mà Khải mới vứt qua cho con đụng cho con Thiếu Lâm mà. Đó, một cái bóng độc sắc nội công. Kèm với 5 độc bùa. Chủng 2 skill như thế này. 22 skill luôn á. Rồi, con nghe mi trưởng bên này đó. Cho anh em sang nghe mi trưởng. Đai lưng kháng 5 động nè. Kháng động khá ok, mát 75 hết. Rồi nghe mi trưởng đây. Anh em nghe mi trưởng là cấp 120. 22 skill phong xương. Nói chung phải cánh càng khôn full xe nè mà. Cánh càng khôn full xe. Rồi, nón đường quốc 27. Áo phục hồi 47, 48. Dây dừng kháng cả 16. Vũ khí băng sắc nội. Mà tiền thủ lý nhìn chậm. Kháng lôi. Đồng chậm 40. Thẩm phá 16. Kháng cả 5. Ngựa. Đó. Phi vòng kháng cả 10. Rồi, lượng kháng là nè. Nghe mi trưởng đây. Giữ chưa? Rồi nghe mi búp đây. Trong tầm này xe này chơi dư sức rồi nè mà. Xe này Khải phải cũng khá là ok đấy. Là đây nghe mi búp chiên búp nha mà. Chiên búp nhưng mà Khải tăng ít được mười mấy skill vào trong phái á. Đây là nó chụp cũng ok. Chụp cũng được. Đó. Chiên. Thủ lý 500.
thủ lý cắn lôi làm chậm, cắn lôi đó. Rồi giờ thôi dàn xe, giờ thôi nè xe, giờ thôi. Chơi ok rồi, tầm này chơi thứ 5 này với dàn xe này chơi ok nha, không có sợ cái băng đâu. Quýnh tẹt nắp luôn. Mà này chơi thứ 5 thì ok đấy. Rồi anh em theo dõi video đừng quên ủng hộ cho Khải video, một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Và tối ngày hôm nay Khải sẽ tham gia tăng trưởng môn thiếu lâm thử như thế nào nha anh em ơi. Khải đã chuẩn bị đồ thiếu lâm rồi, nói chung là đồ mình không bằng người ta thiệt, nhưng mà vào tham gia với tinh thần giao lưu cọ sát nha anh em ơi. Đồ nhiều cao thủ đã có vào tay tứ không rồi, đã có đai lưng tứ không này nọ rồi, mình thì chưa có nha anh em. Trong tầm này mình chỉ mới full tím rồi, ăn ban thôi đó. Cái đồng ban cho anh em xem lại giờ 17. Trong set đồng bang này gần 5 triệu anh em ơi, set đồng bang này khép gần 5 triệu á. Rồi bao tay mắt ọp 2540, nón mắt ọp 2540. Áo mắt ọp 2440, đai lưng mắt ọp 2340. Đôi giày mắt ọp 2440. Vũ khí mắt ọp 3047 đó, mắt hết 5 dòng 6 dòng nha anh em. Rồi, ok. Quá ok rồi ạ. Tối nay đánh tăng trưởng môn thử như thế nào nhé. Anh em xem video đừng quên đỡ lại cho lần theo dõi này của Khải, một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Không như hơn thì kính chúc anh em một ngày mới xem video vui vẻ nha. Và đừng quên xem like của Khải vào lúc 11:50 hàng ngày, cũng như là 19:50 hàng ngày nha anh em. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều.